Người đứng đầu công ty quân sự tư nhân PMC, Wagner cho biết số vũ khí họ chiếm được của Ukraine là rất lớn. Trùm Wagner, Yevgeny Prigozhin mới đây đã đăng tải hình ảnh cho thấy số vũ khí của Ukraine bị thu giữ làm chiến lợi phẩm bởi các chiến binh Wagner PMC trong mỏ muối Soloda. Dưới các tầng sâu, quân đội Ukraine đã tích lũy kho vũ khí khổng lồ, theo đánh giá đủ để trang bị cho đội quân 1 triệu người. Trong số chiến lợi phẩm có cả súng máy khá hiện đại và súng máy Maxim huyền thoại. Bên cạnh đó là hàng nghìn khẩu tiểu liên Thompson, súng máy Dektyarev, PPSS và các loại vũ khí nhỏ khác. Tất cả các thùng chứa đều được kiểm tra, tra dầu, đóng gói cẩn thận và sẵn sàng sử dụng. Các nhà kho nằm ở độ sâu 150m, chiều dài của kho hàng lên tới 5km. Người đứng đầu Wagner PMC thực sự ngạc nhiên tại sao số vũ khí này không được bất kỳ ai trong các cơ quan thực thi pháp luật Nga tỏ ý quan tâm. Số vũ khí thu được của Ukraine dù lạc hậu nhưng đủ để mở rộng quy mô cho lính đánh thuê Wagner. Ông Prigozhin lưu ý rằng trong điều kiện các cuộc đột kích đang được phía Ukraine tiến hành nhằm vào các khu vực biên giới của Nga, những khẩu súng nói trên sẽ rất hữu ích. Đồng thời, vẫn còn một vấn đề với việc cung cấp đạn pháo cho các đơn vị tác chiến của Wagner PMC. Yevgeny Prigozhin đề xuất đổi vũ khí thu được để lấy đạn dược cho pháo binh của các nhạc sĩ. Tôi đề xuất đổi vũ khí cho đội quân 1 triệu người lấy đạn pháo để cận chiến với số lượng 300 tấn mỗi ngày. Số lượng như vậy là không nhiều đối với một nhóm tác chiến 30.000 người, nhưng bây giờ chúng tôi chỉ nhận được 1/3 khối lượng cần thiết, người đứng đầu Wagner PMC nói rõ. Cũng trong chuyến thăm tới Soloda, người sáng lập PMC Wagner còn gửi một tin nhắn video gửi tới Tổng thống Ukraine Zelensky và tướng Siersky. Trong bối cảnh của mỏ muối, nơi có kho vũ khí ấn tượng, Prigozhin đã chúc mừng họ vào ngày đoàn kết công nhân quốc tế. Theo Reporter, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.